Chương 4. Hành động chủ động như sói. Bẩm sinh loài sói đã có tính chiến đấu. Có thể nói chiến đấu chính là bản chất trong cuộc sống của loài sói. Trong nội bộ bầy sói, việc quyết định địa vị trong bầy phải thông qua chiến đấu. Trong tự nhiên, sói phải đấu tranh để giành được thức ăn, đảm bảo cho sự sống của bản thân. Bầy sói còn phải chống chọi với môi trường tự nhiên, mang lại cho chúng rất nhiều tai họa. Giao tranh với kẻ thù đáng sợ nhất là con người. Tinh thần chiến đấu này của loài sói đã mang lại cho chúng ta rất nhiều gợi ý. Chúng ta cần hành động như loài sói, chinh phục chính mình, vượt qua chính mình. Xã hội ngày nay không ngừng thay đổi, cơ hội thành công trong nháy mắt mất đi. Chúng ta phải tự mình phân tích hiện trạng một cách lý trí, hành động quyết đoán, quyết tâm hành động một cách kiên định, không ngừng theo đuổi vượt qua hiện trạng và dựa vào đó tuyên chiến với thành công. Một nhỏ, đã coi trọng động thái, càng coi trọng hành động. Môi trường sống của sói vô cùng khắc nghiệt, nhưng dù cho trong đời sói gặp phải bao nhiêu trắc trở, bất luận là mỗi lần trắc trở nghiêm trọng như thế nào, thời gian suy nghĩ của sói hầu như không có. Bởi vì nếu sói không nhanh chóng bước qua sự trắc trở này, mà chỉ một mực suy nghĩ tìm tòi, suy xét, như vậy kết quả chỉ có một, chết đói. Sói là nhà tư tưởng, nhưng sói chưa bao giờ ngừng hành động, bởi vì để suy nghĩ. Mơ ước chính là vạch xuất phát của kẻ mạnh, quyết tâm lại là tiếng súng hiệu lệnh khi xuất phát. Hành động như người chạy dốc toàn lực để chạy, chỉ có kiên trì đến giây cuối cùng mới có thể giành được phần thưởng thành công. Sự thành công của một người mấu chốt là ở hành động. Vì thế, chủ trương của chúng ta đã coi trọng động thái càng coi trọng hành động. Quyết định là bạc, hành động là vàng. Chỉ có hành động, lý tưởng mới trở thành hiện thực. Chỉ có hành động mới từng bước tiếp cận thành công. Chỉ có hành động mới có kết quả. Giống như sói trên thảo nguyên, chỉ có hành động, chỉ có chạy thật nhanh mới có thể bắt được con mồi, mới không bị rơi vào cảnh chết đói. Tầm quan trọng của hành động mọi người đều đã biết. Chỉ cần bạn nghiêm túc hồi tưởng và tổng kết trong cuộc sống của mình, bạn sẽ phát hiện tất cả những thành công, tất cả những thu hoạch của bạn, cho dù là nhỏ bé nhất, đều là kết quả của hành động. Từ lúc nhỏ, Bibo học nói, từ lúc bạn sinh ra, đến thử bước đi đầu tiên vào đời, đến lúc bạn bước vào xã hội, vùng vẫy trong biển lớn cuộc đời, rèn luyện một kỹ năng tốt, đó chính là kết quả của hành động. Đương nhiên, khi bạn dùng ánh mắt quét qua mọi người, bạn sẽ phát hiện mỗi người có một cách lý giải khác nhau đối với hành động. Mỗi người khác nhau sẽ có những hành động khác nhau. Có người trong lúc bức bách không thể không thì mới bước đi bước thấp bước cao. Có người lại luôn hành động tích cực với một tâm thế tích cực. Giống nhau đều là ở hành động, nhưng thái độ hành động, cách thức hành động khác nhau này lại sản sinh ra kết quả hành động hoàn toàn khác nhau, hình thành hai cuộc đời trái ngược nhau. Ở nước Mỹ, có một cô gái nổi tiếng tên là Sylvia. Cha của cô là bác sĩ ngoại khoa chỉnh hình nổi tiếng Boston, mẹ giảng dạy ở một trường đại học danh tiếng. Gia đình đã giúp đỡ và ủng hộ cô rất nhiều, cô hoàn toàn có cơ hội thực hiện lý tưởng của mình. Ngay từ khi đi học, cô đã mơ ước cháy bỏng trở thành người dẫn chương trình trên truyền hình. Cô cảm thấy mình có tài năng ăn mảng này, bởi vì mỗi khi cô tiếp xúc với người khác, cho dù là người lạ, cũng đều muốn thân thiết với cô và nói chuyện lâu với cô. Cô cũng biết làm thế nào để người khác chút những lời tâm can từ họ. Bạn bè của cô gọi cô là bác sĩ tinh thần thân thiết bên mình của họ. Bản thân cô thường nói, chỉ cần có ai bằng lòng cho tôi một lần lên truyền hình, tôi tin nhất định sẽ thành công. Nhưng để đạt được lý tưởng này, cô đã làm những gì? Thực chất không hề làm gì. Cô luôn chờ đợi kỳ tích xuất hiện, hy vọng một lúc nào đó bỗng nhiên được làm người dẫn chương trình truyền hình. Kỳ tích này đương nhiên sẽ không bao giờ xuất hiện, bởi vì trong lúc cô ngồi chờ kỳ tích đến đó, thì nó đã lướt qua vai cô đi mất. Bạn đã hiểu vì sao kiểu người như thế này nhất định sẽ không thành công chưa? Chỉ có mỗi ước mơ là chưa đủ. Nếu muốn thành công, bạn nhất định phải có một quyết tâm sắt đá, theo đuổi đến cùng lý tưởng của mình và lập tức phải hành động. Columbus lúc còn đi học, tình cờ đọc được một cuốn sách của Pythagoras. Ông biết được trái đất hình tròn. Ông ghi nhớ nói trong đầu. Sau quá trình nghiên cứu tìm tòi trong một thời gian dài, ông đã mạnh dạn đưa ra, nếu trái đất thật sự hình tròn, ông sẽ có thể đến được Ấn Độ bằng một hành trình cực ngắn. Tuy nhiên, rất nhiều giáo sư của các trường đại học và triết học gia đều cười nhạo ý kiến này. Bởi vì, ông muốn hành trình đến phía Tây để đến được Ấn Độ ở phía Đông. Đây không phải là người điên nói mơ sao? Họ nói với ông, trái đất không phải hình tròn mà là hình vuông. Sau đó còn cảnh cáo rằng, nếu ông xuôi thuyền hướng về Tây, thuyền của ông sẽ đi đến cạnh rìa của trái đất và rơi xuống.
Như thế không phải là tự đi vào con đường chết sao? Song Columbus rất tự tin về vấn đề này, chỉ tiếc là gia cảnh của ông nghèo nên không có tiền cho ông thực hiện lý tưởng mạo hiểm này. Ông muốn nhận được một ít tiền từ chỗ những người khác để giúp ông thành công. Ông đã chờ đợi 17 năm, cuối cùng vẫn là thất vọng. Ông quyết định không chờ đợi nữa, liền khởi hành đến gặp nữ hoàng Lucy Isabella, trình bày về hoàn cảnh khó khăn. Hoàng hậu khen ngợi ý tưởng của ông và đồng ý cấp cho ông một chiếc thuyền để ông đi làm công việc mạo hiểm này. Vấn đề tiếp theo là, các thủy thủ đều sợ chết, không ai muốn đi cùng ông. Columbus đến bên bờ biển khích lệ dũng khí, gặp được mấy thủy thủ, trước tiên van nài họ, tiếp đến là khuyên giải, cuối cùng là dọa dẫm ép họ đi. Một mặt ông lại cầu xin nữ hoàng phóng thích những tử tù, cho phép họ nếu mạo hiểm thành công thì có thể miễn tội trả lại tự do. Tất cả chuẩn bị xong xuôi, tháng 8 năm 1942, Columbus dẫn 3 chiếc thuyền buồm bắt đầu hành trình vượt thời đại. Khi vừa xuất phát được mấy ngày, đã có 2 chiếc thuyền bị hỏng. Tiếp theo lại gặp cảnh tiến thoái lưỡng nan khi đi vào vùng tảo biển rộng hàng trăm km. Một mình ông phá tảo, mở đường thuyền mới tiếp tục được hành trình. Trên đại tây dương mênh mông vô bờ, thuyền đi được 6-70 ngày rồi, vẫn chưa nhìn thấy bóng dáng đất liền ở đâu. Các thủy thủ đều thất vọng và yêu cầu quay trở về, nếu không sẽ giết chết Columbus. Columbus dùng đến cả 2 thủ đoạn khích lệ và gây áp lực, cuối cùng cũng thuyết phục được các đoàn viên. Trời không tuyệt đường sống của con người, khi tiếp tục tiến về phía trước, Columbus đột nhiên nhìn thấy một đàn chim bay về hướng Tây Nam. Ông lập tức lệnh cho đội thuyền chuyển hướng đi, nhanh chóng chạy theo hướng của đàn chim. Bởi vì ông biết, hải âu luôn bay về nơi có thức ăn và thích hợp với cuộc sống của chúng. Vì thế ông đoán lục địa có thể ở gần đây. Quả nhiên, Columbus đã rất nhanh chóng phát hiện ra đại lục châu Mỹ mới. Có thể tưởng tượng, nếu Columbus vẫn chờ đợi tiếp, thì tất nhiên cả đời cũng chỉ phí hoài thời gian vô ích. Việc phát hiện ra châu Mỹ đại lục khiến mọi người thay đổi cách nhìn của mọi người đối với ông. Vương miện cho người thành công thuộc về Columbus. Cuối cùng Columbus đã trở thành anh hùng. Ông mang một lượng lớn vàng bạc châu báu từ châu Mỹ về và nhận được khen thưởng của quốc vương, lưu danh thiên cổ, người phát hiện ra đại lục mới. Tất cả những điều này đều là kết quả của hành động. Không để dành việc hôm nay cho ngày mai, cho dù hành động của chúng ta không mang lại niềm vui và sự thành công, nhưng thất bại của hành động luôn tốt hơn là việc chỉ ngồi chờ đợi. Hành động có lẽ sẽ kết trái ngọt, nhưng không có hành động thì tất cả những quả ngọt đều không thể có cơ hội thu hoạch. Lập tức hành động, lập tức hành động, lập tức hành động. Từ nay về sau, chúng ta phải hết lần này đến lần khác, luôn nhắc đi nhắc lại câu này đến khi trở thành thói quen, giống như hơi thở, như cái nháy mắt, trở thành một phản xạ có điều kiện. Có câu nói này, chúng ta sẽ có thể điều chỉnh được tâm trạng của mình để nghênh đón và thách thức với thất bại. Ngày hôm nay là tất cả đối với chúng ta, ngày mai là ngày làm việc của những kẻ lười biếng để dành. Chúng ta không lười biếng, ngày mai là một ngày tốt để bỏ ác theo thiện, chúng ta không gian ác. Ngày mai là ngày của kẻ yếu trở thành kẻ mạnh, chúng ta không yếu đuối. Ngày mai là ngày kẻ thất bại viện cớ thành công, chúng ta không phải kẻ thất bại. Nỗ lực nên bắt đầu từ ngày hôm nay, quang cảnh tươi đẹp vô hạn đang ở trước mắt. Bắt đầu nỗ lực từ bây giờ và luôn nhắc nhở mình, quyết không thể ngồi ôm cây đợi thỏ. Bởi vì cơ hội tốt trước nay đều lọt vào trong mắt của những người biết quý trọng sinh mạng và nắm chắc hiện tại. Chúng ta như một bầy sói, trừ phi hành động, nếu không thì chỉ có con đường chết. Theo đuổi thành công không thể chờ đợi, nếu chúng ta chần chừ, nó sẽ rơi vào lòng kẻ khác, mãi mãi bỏ mình ra đi. Bây giờ hãy thay đổi hành động đi. Hai nhỏ, hành động một cách tự động tự phát. Là con sói đầu đàn, nếu sống chủ động, sẽ có thể bị cuộc sống ném đi. Trong công việc, chúng ta cũng nên có tinh thần giống như vậy ở loài sói. Rất nhiều việc trên đời, chỉ cần muốn làm là sẽ làm được. Khó khăn cần khắc phục cũng có thể khắc phục được. Mấu chốt là bạn có một trái tim sống chủ động hay không, có thể hành động tự động tự phát không? Chúng ta cùng nghe câu chuyện dưới đây. Năm 1965, một học sinh Hàn Quốc đến học ở khoa tâm lý học của Đại học Cambridge. Lúc uống trà buổi chiều, anh ta thường đến quán cà phê hay quán trà trong trường, ngồi nghe một vài người thành công nói chuyện. Những nhân vật thành công này bao gồm những người đoạt giải Nobel, một vài học giả có uy tín trong một số lĩnh vực và một vài người tạo ra sự thần kỳ cho nền kinh tế. Những người này rất hài hước, nhẹ nhàng, coi sự thành công của mình
vô cùng tự nhiên và hợp logic. Lâu dần anh ta phát hiện, khi còn ở trong nước, anh đã bị một số nhân vật thành công lừa. Những người đó, vì để cho những người đang lập nghiệp thấy khó mà lùi, thường thổi phồng những sự vất vả của mình khi tạo dựng sự nghiệp. Cũng chính là họ đã dùng kinh nghiệm thành công của mình để dọa những người vẫn chưa giành được thành công. Là một sinh viên khoa tâm lý, anh cho rằng cần thiết phải nghiên cứu thêm về tâm lý của những người thành công ở Hàn Quốc. Năm 1970, anh lấy đề tài Thành công không khó như bạn tưởng, làm luận văn tốt nghiệp của mình, gửi lên giáo sư Will Brandeton, người sáng lập của tâm lý học kinh tế hiện đại. Sau khi giáo sư Brandeton đọc xong rất kinh ngạc, ông cho rằng đây là một phát hiện mới. Hiện tượng này mặc dù tồn tại ở các quốc gia phương Đông, thậm chí là ở mọi nơi trên thế giới, nhưng từ trước tới nay chưa có ai mạnh dạn đề cập đến và đi vào nghiên cứu. Trong niềm vui mừng xen lẫn ngạc nhiên, anh viết thư cho một người bạn cùng học ở trường Cambridge, khi đó đang ngồi ở ghế lãnh đạo của Hàn Quốc, Park Chung-hee. Trong thư anh viết, tôi không dám nói cuốn sách này có giúp đỡ gì cho anh, nhưng tôi dám khẳng định nó sẽ làm chấn động hơn so với bất kỳ pháp lệnh nào của anh. Sau này cuốn sách đó quả nhiên cất cánh theo cùng nền kinh tế Hàn Quốc. Cuốn sách đó đã cổ vũ rất nhiều người, bởi vì họ nói với mọi người từ một góc độ mới, thành công và những vất vả khổ cực, canh ba vẫn đèn sáng, canh năm đã thức giấc, mài đũng quần, không có mối liên hệ chắc chắn. Chỉ cần bạn thấy hứng thú với sự nghiệp, kiên trì nhẫn nại lâu dài sẽ thành công. Bởi vì Thượng Đế ban cho bạn đủ thời gian và trí tuệ để bạn có thể hoàn thành công việc một cách viên mãn. Sau đó người thanh niên này cũng đã có được thành công, anh trở thành giám đốc điều hành của một công ty xe hơi lớn ở Hàn Quốc. Không phải vì việc khó mà chúng ta không dám làm, mà là vì chúng ta không dám làm mới là khó. Điều này chúng ta phải tự động tự giác trong công việc và trong cuộc sống của chúng ta. Tự động là chỉ luôn sẵn sàng nắm bắt cơ hội, hiện ra biểu hiện xuất sắc hơn người khác trong công việc và có trí tuệ cũng như sự phán đoán để hoàn thành nhiệm vụ lúc cần thiết, không ngại phá vỡ những quy tắc thông thường. Trong thế giới tự nhiên, không có con sói nào chỉ ngồi mát ăn bát vàng, bảo thủ quy tắc thông thường mà ngồi há miệng chờ sung. Trong cuộc sống, tất nhiên, sẽ không có không gian để phát triển. Muốn đạt được thành công trong xã hội hiện đại, thì phải nỗ lực bồi dưỡng ý thức chủ động cho bản thân mình, dũng cảm chịu trách nhiệm trong công việc, chủ động lập mục tiêu công việc cho mình và không ngừng cải tiến cách thức và phương pháp. Ngoài ra còn cần phải bồi dưỡng khả năng giới thiệu bản thân, biểu hiện tốt những ưu điểm của mình trước mặt đồng nghiệp và lãnh đạo. Sau khi có thành quả nghiên cứu hoặc sáng tạo kỹ thuật, mới cần phải chia sẻ với các đồng nghiệp, thông qua các phương thức như diễn thuyết, trình bày, giao lưu, luận văn. Trong công việc, nếu phạm sai lầm, cũng dám chịu trách nhiệm. Chỉ có những người tự động, tự phát mới có thể giành được thành công trong môi trường cạnh tranh, thay đổi trong nháy mắt. Chỉ có những người giỏi thể hiện bản thân mới có thể giành được cơ hội thật sự trong công việc. Làm việc một cách tự động, tự phát, mỗi người chúng ta đều có cơ hội thành công. Mấu chốt là bạn có ý thức chủ động. Cạnh tranh, mọi người đều đã rất quen thuộc rồi. Cả thế giới này đều tồn tại sự cạnh tranh. Xã hội loài người, bao gồm cả thế giới tự nhiên, đều tuân theo quy luật đào thải. Ý thức cạnh tranh trong xã hội là một khả năng mà chúng ta phải có. Chúng ta hãy cùng đọc câu chuyện dưới đây để hiểu rõ về cạnh tranh. Công viên rừng quốc gia ở nước ngoài từng nuôi mấy trăm con hươu sao. Mặc dù trong môi trường vắng vẻ, cây cỏ tươi tốt, nước uống dồi dào lại không có kẻ thù. Nhưng mấy năm sau, đàn hươu sao không hề phát triển, ngược lại bị bệnh và chết rất nhiều, mà lại tăng trưởng âm. Sau đó họ mua về mấy con chó sói thả trong công viên. Dưới sự truy đuổi bắt mồi của con chó sói, đàn hươu chỉ còn cách chạy thật nhanh để thoát thân. Cứ như vậy, ngoài những con hươu già yếu bệnh tật bị chó sói ăn thịt ra, thể chất của những con còn lại ngày càng được tăng cường, số lượng cũng tăng trưởng nhanh chóng. Thường xuyên hoạt động, gân cốt dẻo dai, bản tính con người có sức ì, không có sức cạnh tranh thì sẽ dậm chân tại chỗ, ngủ yên trên chút ít công lao. Đối thủ cạnh tranh chính là sói truy đuổi bầy hươu sao, luôn luôn khiến cho bầy hươu sao biết rõ về vị trí của sói và vị trí của bạn đồng hành. Những con hươu sao chạy ở phía trước có thể có được thức ăn tốt hơn, những con chạy sau sẽ trở thành thức ăn của chó sói. Theo quy luật thị trường, phần thưởng sẽ dành cho con hươu đầu đàn, con hươu sau cùng sẽ bị thị trường đào thải. Con người không tự lập một cách vô thức. Rất nhiều lúc, chúng ta đều giống như hươu sao trong công viên. Cái mà chúng ta thiếu
chính là một ý thức cạnh tranh khiến mình giành được vị trí dẫn đầu. Ba nhỏ, xuất kích tích cực chủ động. Nguyên tắc của sói chính là nguyên tắc hành động một cách chủ động. Cái gọi là chủ động, hàm nghĩa của nó không chỉ ở chỗ áp dụng hành động chủ động, mà còn đại diện cho việc phải chịu trách nhiệm về mình. Hành vi cá nhân quyết định bởi tự bản thân người đó, chứ không phải là ở ngoài môi trường. Lý trí có thể chiến thắng tình cảm. Người có năng lực cũng có trách nhiệm tạo ra môi trường bên ngoài có lợi. Tinh thần trách nhiệm là một quan niệm vô cùng quan trọng. Người có thể chủ động tích cực hiểu rõ đạo lý này. Vì thế không thể quy tội hành vi của mình cho môi trường hoặc cho người khác. Họ đối nhân xử thế, căn cứ vào nguyên tắc và giá trị quan của bản thân để đưa ra những lựa chọn có ý thức, chứ không phải là hành sự dựa vào cảm giác đối với môi trường bên ngoài. Tích cực chủ động là bẩm sinh của con người. Nếu không như vậy, thì sẽ chứng tỏ một người đã lựa chọn tiêu cực bị động trong vô thức. Người chủ động tích cực trong lòng tự khắc có một thế giới cho mình. Nguyên tắc và quan niệm giá trị của bản thân là then chốt. Người tiêu cực bị động rất dễ bị hoàn cảnh làm thay đổi. Những cái đó đều quyết định bởi tư tưởng của bạn. Có một tú tài lần thứ 3 vào kinh dự thi, thuê cho một nhà trọ quen. Trước ngày thi 2 ngày, anh ta ngủ mơ 3 lần. Giấc mơ lần thứ nhất là tự mình trồng cải trắng trên tường. Giấc mơ thứ hai là dưới trời mưa anh ta đội nón còn che cả ô. Giấc mơ lần thứ ba là mơ thấy cùng nằm trên giường không mảnh vải che thân với người em họ yêu quý, nhưng chỉ tựa lưng vào nhau. Ba giấc mơ này dường như có ý nghĩa sâu xa nào đó. Người tú tài đó liền tìm một thầy bói đoán mộng. Thầy bói vừa xem xong liền vỗ đùi nói, anh hãy về nhà đi, anh thử nghĩ xem, trồng cải trắng bên đường cao có phải là phí công vô ích không? Đội nón còn che ô không phải là thừa sao? Nằm trần như nhộng với em họ lại chỉ tựa lưng vào nhau, không phải là không ra trò trống gì sao? Anh tú tài vừa nghe liền nản chí ngã lòng, quay về thu dọn tay nải chuẩn bị về nhà. Chủ quán trọ cảm thấy ngạc nhiên, hỏi ra mới biết nguyên cơ, cười nói, tôi cũng biết giải mộng đây, tôi lại nghĩ lần này anh nhất định phải ở lại. Anh nghĩ xem, trồng củ cải trên tường không phải là đậu cao hả? Đội mũ che ô không phải là nói lần này anh phòng bị trước tránh họa sao? Cởi quần áo nằm giữa lưng vào với cô em họ, không phải cho thấy chỉ cần anh lật người lại là đến sao? Anh tú tài nghe xong cũng thấy có lý, liền phấn chấn tinh thần tham gia thi cử, cuối cùng đã đỗ thám hoa. Người tích cực giống như mặt trời, chiếu đến đâu thì sẽ sáng tới đó. Cách nghĩ quyết định cuộc sống của chúng ta, có cách nghĩ như thế nào thì sẽ có tương lai như vậy. Người có cách nghĩ tích cực thì tương lai của người đó cũng sáng sủa như vậy. Phu nhân của Tổng thống Mỹ Franklin D. Roosevelt từng nói, trừ khi bạn đồng ý, bất cứ ai đều không thể làm hại bạn. Lấy lời của lãnh tụ tinh thần và là người theo chủ nghĩa anh hùng dân tộc của Ấn Độ, ông Mahatma Gandhi chính là, nếu không phải là chắp tay cúi đầu nhường người khác, bất kỳ ai cũng không thể cướp đoạt lòng tự tôn của chúng ta. Vì thế, cái khiến con người ta tổn thất đau nhất không phải là cảnh ngộ phải đau thương, mà là ngầm đồng ý cho những cảnh ngộ đó xảy ra cho bản thân mình. Có một ví dụ thực tế, vận dụng được những quy tắc của loài sói thì đến đứa trẻ ngốc cũng có thể đi đến thành công. Từ bé đến lớn, Pete làm việc gì cũng chậm chạp hơn so với những đứa trẻ khác. Bạn học cười nhạo cậu đần, thầy giáo cũng nói cậu không cố gắng. Bất kể là cậu định thử làm tốt, thử thay đổi bản thân như thế nào, nhưng cậu lại chưa bao giờ làm đúng. Đến sau khi Pete lên lớp 9 mới được bác sĩ chẩn đoán mắc chứng bệnh rối loạn vận động. Khi tốt nghiệp trung học cơ sở, Pete đã nộp đơn vào trục trường học bình thường nhất. Lòng nghĩ thế nào cũng sẽ có trường nhận cậu. Nhưng đến cuối cùng, cậu không nhận được một thông báo nhập học nào. Sau đó Pete xem một quảng cáo đăng tin, chỉ cần nộp 250 đô la Mỹ, đảm bảo sẽ có thể có được một trường đại học nhận. Nếu cậu nộp 250 đô la Mỹ, sẽ có một ngôi trường đại học thật sự gửi thông báo nhập học cho cậu. Nhìn tên ngôi trường này, Pete lập tức nghĩ đến mấy năm trước, có một tờ báo viết một bài báo liên quan đến ngôi trường này. Đây là ngôi trường không đạt tiêu chuẩn, chỉ cần cha mẹ của học sinh có tiền thì không học sinh nào không được nhận. Lúc đó Pete chỉ có một niềm tin, tôi cần dùng tương lai để chứng minh lời nói đó không đúng. Sau một năm theo học ở trường đại học này, Pete lại chuyển sang một ngôi trường khác. Sau khi tốt nghiệp, cậu làm việc trong ngành bất động sản. Lúc 22 tuổi, cậu bắt đầu mở công ty bất động sản riêng của mình. Từ đó ở bốn bang của Mỹ, cậu cho xây dựng gần chục nghìn căn hộ, có chuỗi 99 cửa hàng, tài sản ước tính hàng trăm triệu đô la Mỹ. Sau này, Pete lại bước vào ngành ngân hàng, làm đến chức giám đốc điều hành.
Một đứa trẻ đần độn, cậu ta làm thế nào để đi đến thành công vậy? Ba điểm dưới đây chính là những điều mà Pete đã trình bày. Thứ nhất, mỗi người đều có một sở trường riêng, có người biết viết, có người biết tính toán. Đối với một số người, việc này là khó khăn, nhưng đối với người khác thì lại quá đơn giản dễ dàng. Cái tôi muốn nhấn mạnh là nhất định phải làm những việc thích hợp với mình nhất, không nên làm những việc không thuộc về mình chỉ vì nó hợp ý người khác, nhưng cũng cần có những việc khó bỏ công cả đời để làm. Thứ hai, tôi rất may mắn vì mình có cha mẹ luôn lượng thứ cho tôi, khoan dung và nhẫn nại với tôi. Nếu tôi có một đề thi, người khác chỉ cần 15 phút, nhưng tôi cần đến 2 giờ để hoàn thành. Cha mẹ tôi chưa bao giờ vì thế mà đánh mắng tôi. Đối với cha mẹ tôi mà nói, chỉ cần con trai cố gắng hết sức là mục đích của họ. Thứ ba, tôi chưa bao giờ cạnh tranh với các bạn học cùng lớp. Nếu bạn học của tôi vừa cao vừa to, chạy rất nhanh, còn tôi vừa nhỏ vừa yếu, tại sao tôi nhất định phải chạy đua với họ? Biết mình ở đâu, có thể dừng lại. Điều này vô cùng quan trọng. Tôi đã từng tự vấn bản thân cả nghìn lần rằng tại sao người khác có thể học một cách nhẹ nhàng đến vậy? Tại sao tôi không bao giờ trả lời được câu hỏi này? Vì sao tôi luôn không đạt yêu cầu? Sau khi biết bệnh của mình, tôi nhận được sự quan tâm và giảng giải của những người có chuyên môn. Hiểu được bản thân, hiểu được xung quanh là vô cùng quan trọng. Từ câu chuyện ở trên chúng ta có thể thấy, thực chất chủ động cũng là đa phương tiện. Khi chúng ta đối mặt với góc chết xuất hiện trong cuộc sống, nên thay đổi góc độ để nghĩ, để làm. Trên thế giới sẽ không có việc khó mãi mãi. Dùng câu nói lưu hành hiện đại, chỉ có việc nghĩ không ra, không có việc làm không được. Ở thời xa xưa, có hai người bạn cùng nhau đi đến nơi xa xôi để tìm hạnh phúc và sự vui vẻ của người khác. Trên đường đi, sóng lặng gió yên. Lúc gần đạt đến mục tiêu thì gặp phải biển lớn, sóng cao, gió lớn, mà bờ bên kia của biển lại chính là thiên đường của hạnh phúc và vui vẻ. Về việc làm thế nào để vượt biển, hai người đều có ý kiến khác nhau. Một người đề nghị chặt cây ở gần đó để đóng thuyền vượt biển. Người kia lại cho rằng bất luận là cách nào cũng không thể vượt qua được biển này. Thôi thì tự tìm phiền phức và đường chết. Chỉ bằng chờ cho biển chảy cạn thì hãy đi qua một cách dễ dàng. Sau đó người đề nghị đóng thuyền hàng ngày đều chặt cây, đóng thuyền một cách cực khổ và tích cực, đồng thời học bơi. Người kia lại chỉ nằm ngủ cả ngày, sau đó ra bờ biển quan sát nước biển chảy cạn chưa. Cho đến một ngày, người bạn đã đóng xong thuyền chuẩn bị giương buồm vượt biển, thì người bạn kia vẫn ngu muội cười nhạo bạn mình. Nhưng người bạn đóng thuyền không hề tức giận, trước lúc đi chỉ nói một câu với người bạn của mình rằng là một việc gì đó không nhất định đều thành công, nhưng nếu không bắt tay làm thì nhất định không có cơ hội thành công. Vậy mà chỉ có thể nghĩ nằm chờ biển chảy cạn nước để đi qua. Đây thực sự là một ý tưởng vĩ đại. Đáng tiếc, đây lại chỉ là ý tưởng vĩ đại đã được định trước không bao giờ thành công mà thôi. Biển không bao giờ cạn khô, mà người bạn đã đóng thuyền kia trải qua trận sóng gió cuối cùng cũng đến được bờ cần đến. Hai người này về sau định cư lại ở bên bờ biển này cũng phát triển sinh sôi rất nhiều hậu duệ con cháu. Bờ biển bên này là mảnh đất màu mỡ của hạnh phúc và niềm vui. Sinh sống một nhóm người, chúng ta gọi là người dũng cảm và siêng năng. Bờ bên kia được gọi là nơi trốn của thất bại và thua cuộc, sinh sống một nhóm người mà chúng ta gọi là những kẻ lười nhác và nhu nhược. Chúng ta có thể đọc được một tín hiệu từ trong câu chuyện này, chính là những người không tích cực chủ động, chỉ có thể nằm một chỗ, nghỉ ngơi, mãi mãi sẽ không có ngày thành công ùa đến. Qua đó chúng ta cũng có thể rút ra một vài đạo lý dưới đây. Nằm suy nghĩ, chi bằng đứng dậy hành động. Bất kể bạn đã đi bao lâu, mệt thế nào, cũng nhất thiết không được nằm nghỉ ở trước cửa nhà của thành công. Mơ ước không phải là ảo tưởng. Đúng vậy, không có con dê tự nguyện đi vào miệng sói. Trên trời không thể rơi bánh xuống. Thành công dựa vào tích cực chủ động, chúng ta không thể không chút động lòng với sự thúc đẩy của sự vật bên ngoài, tinh thần và xã hội. Chúng ta cần nỗ lực để thích ứng với xã hội. Có một giáo sư đã từng nói, thích ứng môi trường bản thân chính là một phần cấu thành của sự phấn đấu. Cho dù môi trường bên ngoài như thế nào, sự đáp lại của chúng ta nên nắm rõ trong tay chúng ta. Bốn nhỏ, tiến lên một cách không sợ hãi. Sói là động vật dũng cảm. Tinh thần không hề sợ hãi này bắt nguồn từ việc nó hành động liên tục. Chỉ cần hành động, nỗi sợ sệt sẽ tự nhiên tan biến. Sợ hãi là một trong những tình cảm cơ bản nhất, cũng là một phản ứng tâm lý quan trọng. Phản ứng này làm tăng cường khả năng tự bảo vệ và thoát khỏi nguy hiểm. Nhưng sợ hãi cũng khiến ý thức của con người trở nên hạn hẹp, khả năng phán đoán và lý giải cũng giảm nhiều.
thậm chí là mất đi khả năng tự chủ và lý trí, khiến cho hành vi mất kiểm soát. Ở trong trạng thái sợ hãi lâu dài sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến tuổi thọ. Hai con cừu non cùng một mẹ sinh ra, cùng sống trong điều kiện ánh sáng, nước, thức ăn như nhau. Một con thì luôn ám ảnh sợ hãi về sói. Vì sợ hãi nên không thích ăn uống, gầy mòn mà chết. Còn con kia thì phát triển khỏe mạnh. Xóa bỏ nỗi sợ hãi tâm lý thì nhất định phải hành động. Hành động là phương pháp tốt nhất để xóa bỏ nỗi sợ hãi. Điều này yêu cầu chúng ta phải dũng cảm đối mặt với sự sợ hãi. Sima Stewart tham gia vào khóa học kích thích tiềm năng ở Mỹ, có một tiết mục đi trên lửa, chính là đi trên đống than củi đang cháy rực lên đến 200 độ với đôi chân trần. Tôi nhớ mãi lần đầu tham gia đại hội đi trên lửa, lúc đó là 12 giờ đêm, than củi dài 12 thước đang cháy rực khiến chúng tôi liên tưởng đến thịt nướng trên vỉ, khiến mọi người vô cùng sợ hãi. Lúc đó Anthony, thầy giáo của tôi nhắc nhở, em nhất định phải nhớ cái mà em muốn, chứ không phải là cái mà em sợ hãi. Nhớ lần đó tôi còn được xếp sau một cô gái, trong lòng nghĩ nếu cô ấy đi qua được, tôi cũng sẽ đi qua được. Sau đó tiết mục đi trên lửa bắt đầu, hàng trăm người đi qua, chân tuyệt nhiên không bị bỏng. Nhìn thấy vậy, tôi đã có chút tự tin. Tiếp theo, khi tôi phát hiện hai chân của cô gái phía trước không ngừng run rẩy, lòng tin của tôi lại bị dao động. Chính lúc này, cô gái đó lại dẫm bước đi qua. Tôi nghĩ cô ấy có thể, tôi cũng nhất định có thể. Tiếp theo, tôi cũng đủ tự tin bước qua. Sau khi bước qua lửa một cách thuận lợi, ý nghĩ đầu tiên trong đầu tôi là đi qua lửa cũng dễ dàng như vậy. Chính xác, có rất nhiều việc xem thì có vẻ khó khăn hoặc không thể, nhưng chỉ cần bạn quyết tâm thì nó sẽ trở nên vô cùng đơn giản. Khắc phục sợ hãi, trước tiên chúng ta phải tin tưởng bản thân. Tốt nhất, tôi nhất định làm được. Không có người thành công bẩm sinh, cũng không có người thất bại bẩm sinh. Mỗi người đều là độc nhất vô nhị trên thế gian này, không ai có thể thay thế được. Sinh ra nỗi sợ hãi, thực tế chính là vấn đề tâm lý của mỗi người. Chỉ cần chúng ta đối mặt với một tâm lý tốt, lựa chọn dũng cảm kiên cường, như thế thì những hoạn nạn khó khăn trước mắt chúng ta sẽ rất là nhỏ bé. Hoàng Ninh Hán lúc nhỏ vì một lần hỏa hoạn mà nửa người bị bỏng rất nghiêm trọng. Ngay cả bác sĩ cũng nói, nửa người của cậu bé này bị bỏng rất nghiêm trọng, hy vọng sống sót cũng rất mong manh. Cậu bé này không muốn tử thần bắt đi. Cuối cùng cậu đã vượt qua được thời khắc nguy hiểm. Sau đó mặc dù sau phẫu thuật cậu vẫn giữ được đôi chân, nhưng lại chỉ ngày ngày ngồi trên xe lăn, nửa thân dưới hầu như không có tri giác, hai chân nằm bất động ở đó. Xong, quyết tâm phải đi được trên đôi chân của mình, chưa bao giờ bị lay động. Cậu nhờ mẹ ngày ngày xoa bóp chân cho mình, hàng ngày tự mình cũng thử vận động đôi chân vô tri của mình. Cuối cùng đến một ngày, sau vô số lần ngã, cậu đã run run đứng lên được, bước đi bước đầu tiên. Đầu gối cánh tay của cậu, chỗ nào cũng có vết máu, nhưng cậu chưa bao giờ từ bỏ luyện tập. Sau đó không những cậu đã học đi được, thậm chí là còn tham gia vào đội điền kinh. Trong một lần đại hội thể thao, cậu đã giành thành tích chạy tốt nhất. Trước một tai nạn, chúng ta luôn bó tay chịu thua, thậm chí còn oán trời, trách người. Để tay lên ngực tự hỏi, bạn đã thực sự rơi vào đường cùng chưa? Rơi vào đường cùng, vẫn có thể có cơ hội tái sinh. Vấn đề là bạn có dũng cảm đối mặt với nó hay không? Nói lớn với mình rằng, tôi là người vĩ đại nhất, thành công nhất trên thế giới. Rất nhiều thứ xem ra rất khó khăn và đáng sợ, thực chất đều là con hổ giấy. Sở dĩ nhìn có vẻ đáng sợ, chỉ vì quyết tâm của bạn không đủ kiên định, mục tiêu của bạn vẫn chưa đủ rõ ràng. Vĩ nhân sở dĩ vĩ đại là bởi vì khi họ cùng chung nghịch cảnh với những người khác mất đi niềm tin, nhưng họ lại quyết tâm thực hiện mục tiêu của mình. Trong công việc, nếu mỗi khó khăn bạn gặp phải, hãy đi đường vòng. Dần dần, nỗi sợ hãi trong công việc cũng theo đó mà biến mất. Chỉ cần dám bước qua khó khăn trong công việc, dám thách thức chính mình, dám thách thức với những việc được xem là không thể hoàn thành. Chỉ có như vậy, chúng ta mới có thể hoàn thành xuất sắc công việc của mình. Chỉ có như vậy, chúng ta mới có thể chiến thắng nỗi sợ hãi trong tâm lý của mình. Lập tức hành động đi. Đây là liều thuốc tốt nhất để chiến thắng tâm lý sợ hãi. Năm nhỏ, dựa vào sự cố gắng, dựa vào tranh giành. Trong thế giới của sói, con sói đầu đàn không phải được lựa chọn ra, càng không phải là kết quả của việc đi cửa sau. Muốn trở thành sói đầu đàn, nhất định phải dựa vào sự cố gắng, dựa vào hành động. Làm là mấu chốt của thành công của một việc, cũng chính là hành động mà chúng ta thường nói là mấu chốt để biến mục tiêu thành hiện thực.
Chính xác xây dựng phát triển sự nghiệp của đời người không nằm ở chỗ có thể biết, mà ở chỗ có thể hành động. Mặc dù hành động không nhất định sẽ mang lại kết quả khiến người khác hài lòng, nhưng không hành động thì tuyệt đối không có gì để nói đến kết quả vừa ý. Hành động là một việc không thể đừng, chỉ có nó mới có thể khiến mục tiêu của cuộc đời chúng ta trở thành hiện thực. Nếu không có hành động thì những ảo tưởng của chúng ta không có chút giá trị nào, kế hoạch của chúng ta chẳng qua cũng chỉ là đống giấy bỏ đi, mục tiêu cuộc đời của chúng ta cũng không thể đạt được. Một tấm bản đồ, bất kể là vẽ chi tiết như thế nào, tỷ lệ có chính xác ra làm sao, nhưng nó cũng không thể mang lại cho người sở hữu nó sự dịch chuyển trên mặt đất, cho dù là một tấc. Một bộ từ điển, bất kể là nó chính xác thế nào, nhưng nó tuyệt đối không thể dự báo được phát sinh của tội ác. Một cuốn sách dài bản thành công như thế nào, cho dù nó được viết một cách xuất sắc ra làm sao, nhưng nó tuyệt đối không kiếm được tiền bạc thay bạn. Chỉ có hành động mới là điểm xuất phát cho sự thành công của bạn, mới có thể khiến cho những tư tưởng, những kế hoạch, những mục tiêu của bạn trở thành sức mạnh sống động. Hành động mới là thức ăn và nước uống, tưới nhuần thành công của bạn. Trên trái đất của chúng ta, mỗi ngày đều có hàng ngàn, hàng vạn người vứt bỏ hoặc chôn vùi những ý tưởng mà mình đã vất vả, lao tâm khổ tứ nghĩ ra bởi vì họ trì hoãn không dám hành động. Qua một thời gian, ý tưởng mới này sẽ quay lại dày vào họ. Nói một cách khách quan, đại đa số mọi người bên cạnh chúng ta thực ra đều muốn thành công. Rất ít người mong muốn sống cuộc sống hèn nhát. Nhưng người thành công thực sự lại rất ít, bởi vì phần lớn mọi người chỉ có nghĩ như vậy chứ không có kế hoạch thực hiện nó. Họ trì hoãn mộng tưởng, cuộc đời sẽ trượt ngã trong mộng tưởng và trí tuệ. Trì hoãn là kết quả của việc sợ thất bại. Nếu bạn muốn chinh phục nỗi sợ hãi thì đừng do dự, hãy hành động ngay. Chỉ có hành động, nỗi sợ hãi trong lòng bạn mới được quét sạch. Bạn không thể trốn tránh trì hoãn việc của ngày hôm nay sang đến ngày mai, bởi vì cái ngày mai thực chất cũng sẽ không bao giờ đến. Vì thế ngày hôm nay, bạn cần hoàn thành hết những việc của ngày hôm nay. Cho dù hành động cũng chưa hẳn sẽ mang lại niềm vui cho bạn, cũng có thể hành động không nhất định sẽ làm bạn thành công. Nhưng hành động mà thất bại cũng luôn tốt hơn là ngồi ôm cây đợi thỏ. Niềm vui của thành công có thể không phải là kết quả của hành động mang lại, nhưng nếu không hành động thì tất cả những trái quả đều sẽ bị thối rữa ở trên cây. Vì thế bạn cần luôn nhớ rằng, muốn thành công chỉ có hành động. Khi người thất bại muốn nghỉ ngơi, bạn sẽ đi làm việc. Khi người thất bại vẫn đang im lặng, bạn hãy nói ra. Khi người thất bại đang dề dà nói, bạn đã làm xong rồi. Nếu muốn biến kế hoạch to lớn của bạn mãi mãi không phải chỉ nằm trên giấy, thì bạn hãy dùng hành động để biến nó thành sự thực. Hai phương pháp dưới đây sẽ nhắc nhở bạn sử dụng khi thực hiện hành động. Nó có thể mang lại một số điều có lợi cho hành động của bạn. Thiết thực thực hiện kế hoạch của bạn để phát huy giá trị của kế hoạch đó. Cho dù kế hoạch của bạn chu đáo thế nào, ý tưởng mới mẻ ra làm sao, trừ phi tự mình hành động, nếu không thì sẽ không bao giờ thu được kết quả. Khi thực hiện kế hoạch trong lòng, bạn phải bình tĩnh. Câu nói đáng thương nhất trên đời chính là: lúc đó đáng lẽ tôi thật sự nên làm thế này, chứ không phải là làm thế kia. Ngày ngày đều có thể nghe được người khác nói: nếu lúc đó tôi bắt tay làm việc kinh doanh này, thì sớm đã giàu rồi. Hoặc tôi đã sớm dự tính được, thật hối hận lúc đó tôi không làm. Trên đời này không bán thuốc hối hận. Một kế hoạch hoặc ý tưởng tốt, nếu chỉ nằm chết trong bụng, thật sự khiến người ta than thở không thôi, mãi mãi không thể quên. Nếu thực sự thực hiện một cách triệt để, đương nhiên sẽ mang lại sự hài lòng vô hạn cho bạn. Hiện tại, bạn chưa có mục tiêu tốt. Nếu có, thì hãy lập tức hành động.